Vì sao Chủ tịch nước Lương Cường chịu để cho Tổng Bí thư Tô Lâm giành quyền đi thăm Malaysia? Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm chính thức Malaysia với mục đích củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Malaysia. Đáng chú ý, kể từ ngày 21 tháng 10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chính thức chuyển giao chức vụ Chủ tịch nước cho Đại tướng Lương Cường. Ông Tô Lâm chỉ còn giữ chức vụ người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù theo Điều 88 Hiến pháp vào năm 2013 quy định, Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước đại diện cho Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại. Chủ tịch nước giữ vai trò quyết định đàm phán ký kết các điều ước quốc tế, đồng thời cũng là người thống lĩnh lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh. Theo giới quan sát quốc tế, trong chuyến thăm Malaysia, ông Tô Lâm đã tập trung về các vấn đề liên quan đến chủ đề Biển Đông giữa Việt Nam và Malaysia, cũng như tình hình an ninh trong khu vực. Cụ thể, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Abrahim đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề này nhằm mục đích thúc đẩy những xu hướng tích cực trên Biển Đông. Chủ tịch nước Lương Cường lâu nay vẫn được đánh giá là một nhân vật lãnh đạo thân với Bắc Kinh. Vấn đề đặt ra là có hay không, việc Tổng Bí thư Tô Lâm không dám đặt lòng tin với ông Lương Cường về vấn đề Biển Đông, một vấn đề nhạy cảm hàng đầu và có liên quan tới Trung Quốc. Dường như đã đoán trước được những nghi vấn kể trên, truyền thông nhà nước đã gián tiếp đưa ra lời giải thích về việc Tổng Bí thư Tô Lâm làm thay việc của Chủ tịch nước. Theo đó, trong hệ thống chính trị Việt Nam, Tổng Bí thư là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ vai trò lãnh đạo cao nhất trong Đảng và có ảnh hưởng đến các quyết sách quốc gia. Trong khi đó, Chủ tịch nước Lương Cường với vai trò là nguyên thủ quốc gia thực hiện các chuyến thăm quốc tế nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương. Gần đây, từ ngày 12 đến 16 tháng 11, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm chính thức một số quốc gia Nam Mỹ và tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2024 tại Lima, Peru. Theo giới quan sát, việc Chủ tịch nước Lương Cường không công du Malaysia có liên quan gì đến vụ bê bối, quấy rối tình dục của cận vệ mà ông Lương Cường muốn tránh mặt hay không? Tuy nhiên, vấn đề này được cho là khả năng rất nhỏ. Vẫn theo giới phân tích quốc tế, vấn đề cơ bản vẫn là việc cho rằng Trung Quốc sử dụng ông Lương Cường để duy trì ảnh hưởng tại Việt Nam dựa trên một số quan sát về mối quan hệ giữa ông Cường và Bắc Kinh. Ông Lương Cường từng giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã có nhiều cuộc gặp gỡ và làm việc với các lãnh đạo quân sự của Trung Quốc. Mới đây nhất vào tháng 10 năm 2024, ông Lương Cường đã tiếp Thượng tướng Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trước khi nhậm chức Chủ tịch nước, trong vai trò thường trực Ban Bí thư, ông Lương Cường đã hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một chuyến đi đầy khuất tất. Điều đó có thể phản ánh sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc sắp xếp nhân sự cấp cao tại Việt Nam. Ngoài ra, ông Lương Cường cũng từng theo học các khóa bồi dưỡng cán bộ cấp cao tại Trung Quốc trong 2 năm, từ tháng 12 năm 2011 cho đến tận tháng 11 năm 2013. Điều này cho thấy mối quan hệ sâu sắc của ông với Trung Quốc và làm dấy lên lo ngại về khả năng ảnh hưởng của Bắc Kinh với đường lối đối ngoại và chính trị của Việt Nam. Chỉ còn 13 tháng nữa, Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 14 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Từ nay đến những ngày tháng cuối của nhiệm kỳ Đại hội 13, chính trường Việt Nam sẽ trở nên vô cùng sôi động với các màn tranh giành quyền lực giữa các phe cánh. Nhưng tâm điểm chắc chắn vẫn là cặp đối thủ Tô Lâm và Lương Cường. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin Vì sao Chủ tịch Lương Cường chịu để Tổng Bí thư Tô Lâm giành quyền đi thăm Malaysia. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao ông Đinh Thế Huynh bất ngờ xuất hiện tại thời điểm căng thẳng hiện nay? Cựu thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đinh Thế Huynh, sau hơn 6 năm biến mất khỏi chính trường, bất ngờ xuất hiện để nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tại thủ đô Hà Nội. Ông Đinh Thế Huynh, một chính khách Việt Nam có tên tuổi, từng được coi là cánh tay phải của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ông Huỳnh từng được đánh giá là một trong những nhân vật kế cận với chiếc ghế người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam khi ông Tổng Bí Thư rút lui. Việc Thường trực Ban Bí Thư Đinh Thế Huynh đột nhiên biến mất khỏi chính trường từ năm 2017 đã gây ra rất nhiều nghi ngờ, cũng như nhiều đồn đoán khác nhau về lý do sự biến mất bí ẩn này, nhưng không có lời giải đáp chính thức từ chính quyền Việt Nam. Vào tháng 7 năm 2017, nhà báo Huy Đức, một nhân vật thạo tin cung đình, từng tiết lộ ông Đinh Thế Huynh sau khi sang Nhật chữa bệnh đã trở về Việt Nam. Ngay sau đó, một số nguồn tin cho rằng sự vắng mặt của ông Đinh Thế Huynh có thể liên quan đến các biến động chính trị trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể, ông Đinh Thế Huynh được cho là có mối quan hệ thân thiết với ông Đinh La Thăng và Trần Đại Quang trong các nhóm đồng hương Hà Nam Ninh. Đây là phe cánh trong Đảng được xem là đối thủ chính trị của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau Đại hội Đảng thứ 12 vào đầu tháng 7 năm 2016, cơ quan tình báo Trung Quốc đã phát hiện nhóm chính trị này do Chủ tịch nước Trần Đại Quang cầm đầu đang bắt tay nhau chuẩn bị kế hoạch muốn loại bỏ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mục đích là để ông Trần Đại Quang trở thành Tổng Bí thư, còn ông Đinh Thế Huynh sẽ nắm chức vụ Chủ tịch nước. Lập tức chiến dịch thanh trừng giữa Bắc Kinh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức bắt đầu. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng là người được ông Trọng nhắm đầu tiên. Ông Thăng được coi là cánh tay mặt của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời là ông vua ở quá xa tầm kiểm soát của phe ông Trọng. Nhân vật thứ hai đó chính là ông Trần Đại Quang, đương kim Chủ tịch nước. Tuy nhiên, ông Quang còn rất nhiều đàn em của Bộ Công an, cũng như ông Quang là một nhân vật tứ trụ, khiến Tổng Trọng không thể công khai đánh đổ. Ông Trọng đã nhờ lãnh đạo Bắc Kinh ra tay xử lý. Nhân vật cuối cùng là ông Đinh Thế Huynh, vốn là cánh tay thân cận của Nguyễn Phú Trọng, nên việc xử lý rất dễ dàng. Đến ngày 2 tháng 3 năm 2018, Bộ Chính trị đã quyết định cho ông Huynh thôi giữ chức vụ để tiếp tục chữa bệnh dài hạn. Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Vượng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được phân công đảm nhiệm vai trò Thường trực Ban Bí thư thay thế chồng Đinh Thế Huynh. Những thông tin của kể trên cho thấy ông Đinh Thế Huynh đã mất vị thế chính trị do liên quan đến các cuộc đấu đá quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng triệt hạ ông Đinh Thế Huynh và phe cánh nhưng không thể dùng lý do phản đảng, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn cho công luận thấy sự tranh giành quyền lực trong nội bộ của họ. Với sự tiếp tay từ Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát hiện và ra tay triệt hạ, giúp củng cố quyền lực cho ông ta. Số phận của ông Đinh Thế Huynh là một minh chứng cho việc đấu đá hết sức khốc liệt trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và việc ông Đinh Thế Huynh sau khi sang Nhật chữa bệnh và sau đó được đưa ra an dưỡng tại Phú Quốc, nơi được coi là pháo đài của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo giới quan sát, sự xuất hiện trở lại của ông Đinh Thế Huynh lần này cho thấy ông bà Dũng đang lôi kéo và tập hợp thêm lực lượng ủng hộ cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao ông Đinh Thế Huynh bất ngờ xuất hiện tại thời điểm căng thẳng hiện nay. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de